Xin chào mọi người, mình là Đức từ Subaru Kim Sơn. Thì hôm nay Đức xin phép được cùng mọi người tìm hiểu cách sử dụng dây đai an toàn cho vị trí ngồi giữa của hàng ghế sau ha, trên Subaru Forester 2023. Thì đầu tiên mình sẽ lấy dây an toàn ở đây, được cắt rất là gọn. Đây thì mình sẽ bước hai, mình sẽ kéo dây an toàn luồn qua cái bộ phận đai truyền. Vì nếu mọi người không luồn qua bộ phận đai truyền á thì sẽ có nguy cơ là mọi người sẽ bị chấn thương cổ khi mà xảy ra va chạm, vì cái dây đai an toàn nó sẽ tuột lên cái cổ của mình. Và một chú ý rất là quan trọng nữa, đó là không được để dây an toàn bị xoắn khi mình kéo xuống. Vì khi dây an toàn bị xoắn thì nó cũng làm cái mức độ chấn thương của mình trở nên nghiêm trọng hơn khi mà lỡ xui xẻo xảy ra va chạm ha. Rồi mình sẽ bắt buộc phải thẳng. Rồi thì đây là cái bộ phận lưỡi của dây đai an toàn. Đây là bộ phận lưỡi neo. Thì lưỡi neo này sẽ được gắm vào đây. Mình sẽ chú ý và gắm lưỡi neo vào khóa của lưỡi neo ở đây. À, mình sẽ nâng lên. Mình sẽ cắm vào. Đó, cho nó khi mà nó vang lên cái tiếng click. Ok. Và sau đó thì mình sẽ kéo bộ phận lưỡi gắm vô khóa của dây an toàn ở đây. Thì Đức đã hoàn thành cách thắt dây an toàn. Còn bây giờ mình gỡ dây an toàn ra như thế nào thì mình sẽ làm ngược lại ha. Mình sẽ mở khóa lấy bộ phận lưỡi của dây đai an toàn ra trước. Và tiếp theo đó thì để mở cái lưỡi neo này. Mở lưỡi neo này thì mình sẽ dùng cái tấm lưỡi này ha. Mình sẽ chặn vào khe này để rút lưỡi neo ra. Và sau đó thì mình sẽ để cái bộ phận dây đai an toàn nó cuộn lên trên một cách rất là nhẹ nhàng. Mình không có để cuộn nhanh tức thì nha, vì nó sẽ xảy ra cái việc mà cái lưỡi neo này nó sẽ đập vào những tấm ốp này và gây hư hỏng. Và đặc biệt là phải cắt cái lưỡi neo này vô cái vị trí ban đầu vô cái một cách gọn gàng, thì để cho không có xảy ra cái việc mà mình cảm thấy khó chịu khi mà lưỡi neo nó va đập vào những tấm ốp này khi mà mình di chuyển ha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng Đức.